Chào mừng các bạn đến kênh của Linh Chi Vlog. Và hôm nay là ngày sinh nhật mình nè. Và hôm nay bọn mình sẽ review và món quà mà bọn mình có cho các bạn xem mà bạn chị đã được trong sinh nhật. Và cái món quà đầu tiên là mình sẽ không nên bật cho các bạn, đó chính là một chiếc phong bì. Các bạn biết trong có gì rồi đúng không? Và chỉ có và cái món quà là món quà của bà nội chi tặng, ông bà nội chi tặng cho chị. Và đây là món quà của mình tặng nè, rất là to. Ok, bây giờ sẽ mình bóc từ món nhỏ đấy chứ. Đây, món nhỏ nhất là món này. Không, món này thì hơi tí nhiên đây mà mình sẽ xin phép không bóc món này nhá. Nó chỉ là một cái món mà nhìn thôi. Ok, bóc cho nhỏ đẹp đấy. Đây, để em bóc. Hey, chị bóc từ từ cho các bạn xem. Đây, sẽ bóc từ đây. Rất là ok đó mọi người. Mình biết ngay là biết rồi, ông bà cũng rất là thích mình kiểu viết đẹp ý. Đấy, đây. Nó bút mực đó mà. Đây nha mọi người. Chị bông mực kim thành khá là đẹp đấy mọi người. Và món quà mà chị mong đợi nhất trong cái buổi này luôn ấy. Nhưng mà bây giờ chưa có kéo đây, các bạn không cảm thấy mình ra ngoài lấy kéo nhá. Các bạn ơi, thì trong này có món quà mà chị đã rất là thích từ lâu rồi, nên là mình cũng chưa muốn bật mí cho các bạn. Nên là các bạn hãy cùng chờ xem được cái gì nhá. Đây, bạn chị đã quay trở lại lấy kéo rồi. Bây giờ bạn, đây là một bức thư. Mà bức thư này thì rất là riêng tư này. Mọi người xin phép chưa đọc nhá. Sau bên, đọc sau. Xin khử vấn quần ý. Bạn chị đã rất là cái món quà từ lúc mà mình đã nhìn cho bạn chị nhìn thấy từ lúc bạn chị đi học về cơ. Đây là dịch cho các bạn. Đây là một cái thùng bia. Thùng bia luôn đấy. Mình phải khổ cực để bọc cái này một tí đó. Bạn chị là người bóc, đây mình sẽ là người đỡ quà. Các bạn chờ mình một tí nhá. Vừa lấy nhà mình mới có khách đến nên thôi không sao, nên là mình vừa mới ra nó sẽ khách nha. Bóc tiếp, bóc tiếp. Không quảng cáo nha mọi người. Not sponsor. Bạn chị đã ao cái món quà từ rất là từ lúc mà bạn chị đã nhìn cái món quà từ lúc bạn chị nhìn. Bây giờ bóc ra thêm cái đây. Khu theo cái chiều này. Từ bây giờ bạn chị cho mình xin phép mình bóc trước để mình sẽ xem được. Bên trong này nó có đồ nó bị lộn xộn không nhá. Có thể đảo được trong quá trình nào. Đây cái món quà này đến. Kệ đi, sao đâu. Từ từ nha các bạn. Xong muốn lên thì như là đây là xuống như này nhá. Sao lại không xuống được? Nó một cái chút chụp chặt đấy xuống rồi nhá. Là màu chim mà muốn không rồi, không cậy ấn xuống. Đúng rồi, cái nút là chị biết là chị rất là thích cái này, sai đúng đó. Cái món quà chị đã ao ước từ rất lâu rồi. Nó không phải một cái áo gì đâu nhá mọi người. Mấy cái tờ giấy ơi. Mấy cái tờ giấy này dùng được đây. Đừng coi thường tính mạng. Ra đây, cái màu nè. Cái này mình rất là thích nha, nhưng mà mình không có cọ. Mình tặng hai cái cọ kia luôn. Ghê gì. Đây, bộ màu này chị đã ao ước từ lâu rồi. Trong này chỉ có giấy thôi. Còn giấy thôi. Giấy này dùng được. Đấy là dùng được nha, mình cắt nhỏ ra các bạn có thể dán lên bàn học. Một bộ mới nguyên nha. Một bộ mới nguyên nha. Còn chị bóc thì các bạn ơi. Chị bóc vào nhà. Rồi bây giờ mình sẽ để hết đồ trong này đi chị. Cái trong này có cái chỗ màu. Có hết. Thứ nhất là thích cái này. Bà chị ao ước cái này từ rất lâu rồi nên mình đã biết. Từ bọn mình đã có một bộ. Khi mà bà chị đến thì bà chị bảo là ô cái này đẹp thế. Em cũng thích một bộ. Tại vì bà chị mua cái bộ hàng lở mi nên là vùng được một tí là nó lại hỏng ngay. Nên là mình đã quyết định tặng cho bà chị để theo cái đam mê mà bà chị đã chọn. Bây giờ nhá, thì ở ngoài kia đang có rất là nhiều khách mà người ta lại muốn xem quà của chị là cái gì. Nên là bây giờ các bạn sẽ cùng đón xem. À thôi, thế là không cho xem nữa. Bye bye các bạn, chào mừng các bạn. Và hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye. Hôm nay là sinh nhật chị nên là anh Khinh đã tặng quà nhá. Bye bye.